Rồi xin chào anh em ha. Chào anh em buổi tối 16 tháng 11 nha anh em. Thì hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em là 10 lô ha, 11 lô. Hôm nay gồm có là Echo 260 ba lô nha anh em. Echo 260 ba lô. Magu 23 tum G. Một con Mitsui TM 24. Ba cây Shinrewa. GUV ba lô. Đây là ba con Shinrewa S25 ha. S25 ba lô. Lô số 2 là Echo 253 ba lô. Ở đây là có một con Komatsu 22 nha anh em. Cái này là cái đầu không. Này là một đầu máy không nha anh em. Rồi thủ tục mua bán bên em thì anh em hãy chốt lô nào thì gọi vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585 nha anh em. Thì anh em nào chốt lô nào thì đặt cọc thì em sẽ cho đi hàng ha. Rồi em vô lô đầu tiên cho anh em. Lô đầu tiên là cái đầu máy Komatsu 22. Lô số 1 650. Đầu máy Komatsu ha, 22cc nòng 32 ly nha anh em. Cái này đầu máy không nha. Bộ chế là bộ chế quanh bờ gồ. Chế quanh bờ gồ ra ngang. Lô số 1 đầu máy 650k. Cho đầu máy Komatsu nha anh em. 2210. Zenoth Komatsu mắc in da băng luôn. Rồi tiếp theo là lô số 2. Lô số 2 là hai con Echo 253. Echo 253 ba lô ha. Echo 253 ba lô. Nguyên cây ba lô nha anh em. Này là tum gời tum nhôm ha. RMB 253. Quá mới anh em ơi, quá đẹp luôn. Vàng thật. Quá đẹp luôn. Con này là bình xăng trên nha anh em. Này là bình xăng trên. Rồi nguyên cây ba lô ha, hai cây. Lô số 2 1.6 triệu, hai cây này nha anh em. Bao cho anh em là đủ cần đầu bò luôn ha. Đầu cần đầu bò là bao đủ cho anh em luôn. Bình xăng trên. Lô số 2 1.6 triệu, hai cây. Ơi, lô số 3. Lô số 3 là ba con Shinrewa S25. Bao đẹp ha. Quá đẹp luôn. Hơi hám là ngon lành nha anh em. Bình xăng trên. Lô số 3. 3 cây. 2.250 ha. Cái này là nguyên bộ ba lô nha anh em, nguyên bộ ba lô. Cần láp là đầy đủ nha. Ống cần đầu bò là em bao đủ cho anh em luôn. Lô số 3 2.250. S25. Lô số 3 2250. Lô số 4 là con Zenoth nha anh em, 2670. Cái này là nguyên bộ ba lô luôn. Thiếu cái nắp xăng em sẽ bù cho anh em nắp xăng ha. Lô số 4 này một cây nha anh em. Bình xăng lớn trắng tinh luôn. Đặc biệt tum gời tum nhôm, tum gời tum nhôm. Cái này thì em sẽ bao đủ cho anh em là đủ bộ cần luôn ha, đủ bộ cần luôn. Ơi, lô số 4 900k một cây. Quá đẹp, bình xăng lớn còn chánh tinh. 2670 ha. Lô số 4. Rồi, tiếp theo lô số 5. Lô số 5 là ba cây Shinrewa nha anh em. Ba cây Shinrewa. Nòng 32 ly ha, có một con Shinrewa sắt. Hơi hám ngon lành luôn. Quá đẹp. Lô này thì có một tay lái nha anh em. Rồi đầu bò đồ em bao đủ ha. Bao đẹp luôn. Rồi lô số 5. 3 cây 1.8 triệu. 3 cây 1.8 triệu nha anh em. Lô số 5 1.8 triệu 3 cây.
Rồi tiếp theo là lô số 6. Lô số 6 là em Mitsubishi TM24 nha anh em. 24cc nòng 32 ly. Xài chế quanh gồ gan ngang ha. Tâm gời luôn ha, cho anh em về đấu xịt thuốc. Tay lái hai tay. Còn nguyên bộ lưỡi dao luôn anh em ơi. Lô số 6, 900k một cây. Mitsubishi TM24. Lô số 6 900k. Tiếp theo lô số 7. Lô số 7 là lô Magu nha anh em. Magu 23 tum gời. 23cc nòng 32 ly ha. Cái này thì em đã giật hơi hết nha anh em. Cái này thì nó bị kẹt cái dây thèo. Thì anh em nào chốt có coi cái lô này thì em sẽ xử lý cái dây thèo lại cho anh em ha. Một con trợ lực. Một con trợ lực luôn. Tum gời, tum nhôm, tum gời ha. Về anh em đấu xịt thuốc được luôn nha anh em. Chế là chế gan ngang. Gan ngang. Tay lái là đủ luôn anh em, cái này nữa còn thiếu nửa bộ em sẽ để cho anh em luôn. Đủ 3 bộ tay lái. 3 cái chắn cỏ và 3 cái đầu bò luôn ha. Rồi lô số 7, Magu 23cc, nòng 32 ly. Lô số 7 3 cây 3 triệu nha anh em. 3 cây 3 triệu cho ba em Magu. 23cc nòng 32 ly. Lô số 7 3 cây 3 triệu. Tiếp theo là lô số 8. Số 8 là con Echo Kiwis nha anh em. Ba lô 260. 26cc nòng 34 ly, tum này là tum gời nha anh em, tum gời tum nhôm luôn. Nguyên bộ cần ba lô luôn nha. Đầu bò là bao đủ cho anh em luôn. Lô số 8 1,3 triệu một cây. Tiếp theo là lô số 9 là hai em Echo 260 ba lô. Mặt giật trợ lực ha. Mặt giật trợ lực luôn. Tum gợi tum nhôm. Này là nguyên bộ ba lô nha anh em, nguyên bộ ba lô lô số 9. Hai cây này là 2 triệu 9 ha. Hơi hám ngon lành nha anh em. Hơi hám ngon lành. Mặt giật trợ lực lớn luôn. Hai cây ba lô, lô số 9. 2 triệu 9 hai cây. Tiếp theo lô số 10. Lô số 10 là hai em Văn Ma nha. Văn Ma 260. Màu đỏ, Văn Ma 260. 26cc nòng 34 ly nha anh em. Tum gời tum nhôm luôn. Này là em sẽ bao cho anh em là đủ bộ ba lô ha. Mặt giật trợ lực lớn, Văn Ma. Rồi hai con này là 3 triệu anh em, lô số 10. Hai cây 3 triệu. Cuối cùng là lô số 11 là lô đầu máy nha anh em. Thì anh em cũng có hỏi em bên phần là mấy cái đầu máy tum gời đó. Mấy cái đầu máy tum gời để về đấu xịt thuốc đó, thì hôm nay em lên cho anh em mấy cái đầu máy tum gời ha. Về cho anh em đấu xịt thuốc hay là ở nhà có cây cần rồi đó mà hư cái đầu máy đó thì mình mua những cái đầu máy này về gắn vô nha anh em. Đây là những cái đầu máy là 26cc nòng 34 ly không ha. 2650, 2670, Tanaka 258, 261 Zenot. Ôi bình sân lớn còn trắng tinh không anh em ơi. Bình sân lớn còn trắng tinh không ha. Đây, con nào nó cũng còn mới chát không anh em. Đặc biệt cái này là tum gời hết ha. Tum gời. Anh em về có thể đấu xịt thuốc hay là gắn cây cần gời vô là được nha anh em. Tum gời. Tum gời luôn ha. Rồi tum gời luôn. Lô này là 5 cái đầu máy nha anh em. 5 cái đầu máy lô số 11. 5 đầu 4 triệu ha. 800 ngàn một đầu nha anh em. Quá đẹp luôn. Rồi anh em nào vào chốt lô nào thì gọi vào số điện thoại của em ha. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh em. Xin chào tất cả anh em.